Một bạn có gửi mail về cho Thảo Dược Đức Thịnh như sau. Nếu bài thuốc từ cây cà gai leo có công dụng tốt, điều trị được bệnh viêm gan B, ung thư gan, vậy vì sao Bộ Y tế không đưa cây cà gai leo vào danh mục thuốc điều trị bệnh viêm gan B và ung thư gan? Việt Nam có rất là nhiều người mắc bệnh viêm gan B đúng không các bạn? Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi như sau. Như bạn đã biết thì cây cà gai leo là một vị thuốc nam có tác dụng trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh viêm gan B. Hiệu quả của cây cà gai leo đã được các chuyên gia và các nhà khoa học khẳng định. Đối với bệnh viêm gan B thì cây cà gai leo có công dụng điều trị bệnh, có thể giúp cho bệnh nhân viêm gan B chuyển về âm tính sau thời gian từ 6 đến 8 tháng sử dụng cây cà gai leo liên tục. Đối với bệnh ung thư gan thì cây cà gai leo chỉ có tác dụng là hỗ trợ cho việc điều trị bệnh, bởi hiện nay thì bệnh ung thư vẫn chưa có thuốc để điều trị triệt để. Tất cả các giải pháp hiện nay chỉ dừng lại ở mức độ hỗ trợ điều trị. Vì sao Bộ Y tế không đưa cây cà gai leo vào danh mục thuốc điều trị bệnh viêm gan B? Vì cây cà gai leo là một loại thảo dược, vì vậy nếu đưa vào danh mục thuốc điều trị bệnh cho bệnh nhân thì việc sử dụng rất là bất tiện do phải đun nấu, sắc hãm. Trong khi đó thì thực phẩm chức năng được chiết xuất từ cây cà gai leo hiện nay thì chưa có loại nào đạt chuẩn, chưa đủ điều kiện để sử dụng làm thuốc cho bệnh nhân viêm gan B. Do vậy, Bộ Y tế vẫn chưa đưa cây cà gai leo vào danh mục điều trị là bệnh viêm gan B. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có những sản phẩm được chiết xuất từ cây cà gai leo đạt chuẩn, được Bộ Y tế công nhận làm thuốc điều trị, góp phần đẩy lùi căn bệnh viêm gan B ở nước ta hiện nay.